Hello các bạn. Thì mình mới vừa tách trống máy cho bài này nè các bạn. Đấy, dòng Fullred BDS nha. Nói chung thì bài này cũng khá là đông các mọi người. Khá là đông, mình đếm xương xương chắc cũng phải tầm khoảng 60 cặp hơn. Là ngoạn hơn luôn á. Cái trống bên đây. Cái máy bên đây nè các bạn. Mới vừa cho chút xíu anti-stress với lại cho chút xíu muối hột vô để ngừa bệnh rồi. Nói chung thì mấy cái dòng cá mắt đỏ này khi mà tách trống máy hoặc là chuyển hồ đều phải kỹ hết các bạn ơi. Không kỹ là lạng quạng hư hết. Nhất là vô ngay cái thời điểm mà giao mùa, giữa mùa nắng và mùa mưa nè, ba hồi nóng ba hồi lạnh nè. Thì hơi căng. Bài này cũng hơi căng luôn nha, tại vì mình đem từ thùng xốp lên khay nhựa. Thành ra phải kỹ hơn nữa. Cũng chuẩn bị cho cá ăn chiều luôn nữa các bạn. Chiều nay thì mình sẽ cho cá ăn hạt cơm mía. Bây giờ thì mình đi thăm lại sơ sơ một chút xíu cái góc nuôi cá chút xíu nữa. Rồi mình mới cho cá ăn. Ngày hôm nay không nắng cũng không mưa các bạn ơi. Thời tiết cũng khá là oi. Tại vì không gió luôn, không nắng không mưa không gió thì cũng khá là hầm. Bài này là Red Lay nha, Red Lay BDS. Đã cá đã ngày 18 tháng 5, nay chưa được tháng nữa. Này là gì à? Meta Red Lay. Cá máy của Meta Red Lay nè. Hôm bữa mình thấy cái bụng bự quá mình vớt ra mình để đây. Hôm bữa thấy bụng bự bơi chậm chậm. Thì vớt lên nó thì mình thấy bầu bì rồi cũng sương sương ít xịt à. Nhưng mà cuối cùng là sình bụng nha. À, cuối cùng là do sình bụng. Ngon lành mọi người. Này là có Fullred nha các bạn, Fullred BDS. Hồ Fullred BDS giống của mình bên đây nè mọi người. Thì mình mới vừa thu hoạch được hai bầy cá bột. Một bầy ở đây nè. Nè. Đó, dưới này thì mình còn hai cá mái. Thì rồi cái đợt nắng nóng á, có mấy ngày nắng nóng quá chừng á. Thì cái hồ này của mình gãy một số cá trống mình mới vừa bổ sung thêm. Đang chuẩn bị dọn hồ này nè anh em. Dọn cái khay này chắc đem xuống cái thùng xốp quá. Đây là dòng huyết coi nha, kiếm coi, đơn kiếm coi, thấy cưng lắm. Đơn kiếm coi sọt nè các bạn, cá cùng ủng mà thấy thương lắm. Để mình đem xuống cái thùng xốp coi có đẻ không nha. Chứ cái này là đơn kiếm mà. Nè, có kiếm á. Bạn thấy không? Này chắc cá trống nè, có kiếm rồi. Kiếm cá bột rồi bậy nè. Nè, HB Blue. Thì bài này tách trống máy được rồi nè mọi người. Tách được rồi. Tách qua khay kế bên đó. Chuẩn bị đừng tách qua khay kế bên. Đây thì có Meta. Meta Red Lay nha. Đúng rồi. Meta Red Lay. Cá đẻ ngày 22 tháng 5. Mới có 20 ngày thôi. Đều. Ngon lành luôn á mọi người. Bài này thì mình mới vừa thả xuống. Này là của Meta Red. Bài này cũng mới vừa thả xuống của Meta Red luôn. Mới vừa thả xuống hôm qua thôi. Bài này là của HB Blue. Nha, bài này ẩn trống nè. Đấy. Cá đã ngày 12 tháng 5 nay mới có 1 tháng mấy ngày tuổi thôi, tháng 1 2 ngày tuổi thôi. Đó. Trên này mình có HB Blue nữa nè. Bài này cá đã ngày 22 tháng 4 thì nay mới có 1 tháng 22 tháng 5, 1 tháng 10 ngày tuổi, 1 tháng 20, 1 tháng 15 ngày tuổi. Biết trống rõ rồi, tách được rồi. HB Blue bộ giống mình tách đẻ nè. Bài cá giống nè. Bài này nói đúng ra là cái bài cá đầu tay luôn á, đầu tay của dòng HB Blue. Nhưng mà bị hôm bữa bị ăn trúng trùng ở sao á, rồi hư nhiều lắm. Mình mới lọc lại được có con số này rồi, cái mình thấy ít quá thôi mình để lại làm giống hết luôn á. Thấy cá trống nó cũng ngon lành lắm. Đó các bạn thấy không? Đuôi bự, cái bộ này bản đuôi bự và cái vảy lên xanh thấy đã lắm. HB Blue đẻ được hai bé cá bột nè. Ui à. Sao có hai cháu vậy?
Ít dữ. Thua rồi. Nuôi cá nhiều khi vậy mọi người. Tách tách ra đẻ thấy được có hai con cá con à. Rồi sao? Cái này thì thường thường mình sẽ thả thủy sinh luôn chứ mình không sẽ không nuôi. Lý do là số lượng ít quá. Ít quá nuôi rồi tốn thời gian, tốn hồ mọi người. Hiện tại đang kẹt hồ mà. Đâu có nhân nhượng được. Rồi xong rồi. Tắt đẻ đó hay gì rồi nè. Tới công chuyện. Đó, full gold. Mới giờ tách đẻ thêm cho một máy đất lay nắng ngủng ngủng luôn này này các bạn biết các bạn nhận nhớ không, không biết các mọi người còn nhớ không, thì bài này là bài solo full red solo và ra dạng solo là mình thấy mình không thích rồi thiệt luôn đó, thiệt ra cái dạng solo rất là mỏng. Bài này nếu mà mình cải tạo lại tốn thời gian quá mọi người. Để mình canh canh bên kia coi coi có bài nào ngon ngon không, mình hốt về coi chứ vậy bài này cải tạo lại không có tốn thời gian lắm. À Beta Red Light bản Half Moon nha, cái bản này bản Half Moon. Hôm bữa đây nè mình thu hoạch được bài cá bột 6 cháu, số lượng ít chưa từng có luôn, được 6 cháu thôi. Thôi kệ, cái này là cái bài bột đầu tiên nha, thành ra là 6 cháu thôi kệ cũng nương nương được. Nếu mà full red hoặc là nếu mà full red hoặc là full gold gì đó mà hôm mà đẻ được 6 cháu thôi là mình thả hy sinh rồi đó. Nhưng mà cái dòng này đặc biệt, dòng này giá cũng cao lắm nha, không thấp đâu, BDS Half Moon mà. Là cái bảng màu các bạn thấy đỏ không? Đỏ. Đó đỏ. Qua đây chút xíu đi các bạn ơi. Còn cách trống máy cho bài này nữa nè. Bài này tách được rồi nè. Bài này cá lên ngon rồi. Như là hai bài bên kia. Bài này có điều là cá bị đổ đạt nhiều thôi chứ bé nào bự thì bự lắm. Cá đói nè mọi người. Này là Abrero. Còn cái này thì dòng này thì mình để coi mình lọc lại mình giữ là một số bộ giống thôi, một số cặp để làm giống thôi. Đúng. Một dòng cá hơi lạ. Thăm xem cá mái này nổi chưa? Chưa nha. Abewa Tiger. Thấy có mái này bụng cũng bự. Sẵn mình xề qua đây mình ngắm bài này chút xíu đi mọi người. Này là Meta Luteo nè mọi người. Dàn này lên Meta mạnh lắm. Đó. Có mấy bé dàn đuôi đẹp quá chừng mà lên Meta yếu nè mọi người thấy không? Nè, mấy dàn cá bột của mình. Này là của Red Lay Solo đang 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 ra Solo nha. Hình như mình có được có bài này nằm trên đây thôi, bài này nằm trên đây thôi. Này là AB Retro không dám liên nhiều mọi người. Hôm bữa bị cái bài đó là cái bài mình thấy khá là ngon á, nhưng mà mình chưa chưa lên cá nên chưa dám liên nhiều cho mọi người ngắm. HB Red nè mọi người. Bạn nào muốn nuôi HB Red, bắt HB Red làm giống luôn liên hệ với mình nha. Bộ này là ngắn nha mọi người, ngắn ngắn dáng ngắn ngắn chứ không phải là dài đâu. Đó, các bạn thấy dàn cá mái ngắn ngắn không à. Đó. Cá đẻ ngày 13 tháng 4 thì nay mới có 2 tháng thôi mà có quạt 2 tháng, có 2 tháng là 2 tháng tuổi dàn quay nè, ngon lành luôn á. 2 tháng tuổi mà dàn quay về là ngon lắm rồi đó nha mọi người. Đó. Đây còn cá giống bên đây nè, nè cá giống nè. Bộ giống này tàn tạ luôn đúng không? Bài đó là con của bộ cá này nè. Cá con của bộ cá này nè. Bên đây mình còn một bài cá giống cơ. Tại cái bài giống đó tàn tạ quá cho nên là mình mới tuyển thêm cái bộ giống này. Là mình tuyển
hàng hà trống luôn. Và mình để 5 máy, 5 cá máy, tức là hơn 10 cá trống. Các bạn thấy dàn cá không? Cá trống vây rất là dày. Đó là HB Retro nha. AB Retro thì bên đây mình thấy cá mái cũng bụng căng căng tiếp nè. Để một lát mình đi thăm mình coi coi bé nào gần nổ rồi mình tách đẻ luôn. Chắc cũng chưa đâu. Nếu mà chắc cái bé cá mái bụng bự bự này nè. Chứ mình để ý cái bé này 2 ngày rồi. Thấy bơi chậm lắm. Thiệt, sắp luôn rồi nè. Bụng đỏ rồi nè. Không đỏ lắm nhưng mà kiểu này là cũng sắp rồi. Đó, mình thấy bơi chậm chậm. Mấy bé cún nhà mình quýnh lộn luôn rồi. Thôi mình bị nóng máy cho nên tắt máy nữa rồi các bạn. Đấy, mới vừa mở lên. Thì nói gì nói chứ trong khoảng thời gian chờ đợi á, mình bế em nó đi đẻ luôn nè mọi người. Tắt luôn. Thì đang chuẩn bị hồ để mà thả mấy bộ HB AB Retro nhỏ này xuống. Mấy bầy cá này ngon không à? Thấy lớn đều nè. Chịu ăn lắm. Thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn lại mọi người vào tối ngày mai. Chúc các bạn có một đàn cá khỏe mạnh và màu lớn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình nha.